vừa đến Australia, tuyển Việt Nam đã sỏ giày ra sân tập. Sau gần một ngày di chuyển với hai trạng bay, đội tuyển nữ Việt Nam hạ cánh an toàn lúc 9 giờ 50 sáng nay 3 tháng 3. Và chiều cùng ngày tất cả đã ra sân tập luyện. Mặc, dù trải qua thời gian di chuyển khá dài, và mệt mỏi, nhưng các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam đã nhanh chóng nhận được sự tiếp đón chu đáo và nhiệt tình từ phía chủ nhà Australia, phía bạn sắp xếp ba tình nguyện viên đi theo hỗ trợ đội mọi vấn đề từ sinh hoạt và tập luyện. Các cầu thủ nữ ăn trưa tại khách sạn Holiday Inn trong ngày đầu tiên có mặt tại thành phố Newcastle, Australia, ngay sau khi có mặt tại khách sạn, làm thủ tục nhận phòng, ăn trưa và nghỉ ngơi. 17 giờ 30 chiều đội tuyển nữ Việt Nam đã xỏ giày ra sân tập luyện ngay. Thời tiết tại Newcastle khá mát mẻ với nhiệt độ trung bình 21 độ C, có mưa nhẹ và dự đoán sẽ duy trì như vậy trong những ngày đội lưu trú tại Australia. Mặc dù vậy, đây không phải là trở ngại đối với các cầu thủ nữ bởi thời tiết. Tại Hà Nội trong thời gian đội tập huấn cũng có điểm tương đồng. Thầy trò huấn luyện NV Mai Đức Trung có buổi tập làm quen khí hậu ngay trong chiều cùng ngày, sân tập chiều nay 3 tháng 3, do ban tổ chức chủ nhà sắp xếp cho thầy trò huấn luyện NV Mai Đức Trung. Nằm cách khách sạn Holiday Inn 20 phút di chuyển bằng xe buýt và cách không xa sân thi đấu chính thức McDonald's Zone. Ở buổi tập chiều nay, huấn luyện NV Mai Đức Trung chủ yếu cho các cầu thủ thả lỏng trong vòng 45 phút địa điểm tập luyện của thầy trò huấn luyện NV Mai Đức Trung trong hai ngày 3 tháng 3. Và 4 phần 3 là sân phủ nằm trong khuôn viên trung tâm thể thao Newcastle. Cạnh sân thi đấu chính McDonald Jones, kế hoạch của đội tuyển nữ Việt Nam trong ngày thứ hai đóng quân. Tại Australia, sẽ tập nhẹ, vào buổi sáng, tại khuôn viên khách sạn, và buổi tập chính kéo dài 90 phút vào chiều cùng ngày 4 tháng 3, ngày 5 tháng 3, đại diện ban huấn luyện, sẽ tham dự họp kỹ thuật trong khi huấn luyện NV Mai Đức Trung sẽ trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo trước trận đấu. Tuyển nữ Việt Nam sẽ đấu trận playoff, lượt đi lúc 4 giờ 30 ngày 6 tháng 3 trên sinh viên McDonald John, Newcastle. Lượt về lúc 18 ngày 11 tháng 3 trên sinh viên Cẩm Phả, Quảng Ninh. Bạn là người có tiếng nói trong xã hội. Hãy bình luận để thể hiện điều đó. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ, và đừng quên bấm nút theo dõi kênh. Xin chào, và hẹn gặp lại.